Làm sao xác định và kích hoạt cung tài lộc chính xác luôn là điểm mà nhiều gia chủ quan tâm và chia sẻ băn khoăn trong thời gian qua. Vậy cách kích hoạt cung tài lộc cụ thể ra sao thưa thầy? Vâng, đầu tiên là chúng ta sẽ nói một chút về định nghĩa của cung tài lộc ở trong phong thủy chính phái. Trước hết chúng ta cần phải phân biệt cung tài lộc với góc tài vị và vị trí tụ tài. Ở trong phong thủy thì cung tài lộc còn được biết đến với các tên gọi khác, ví dụ như là cung quan lộc, cung thiên lộc. Và đây là vị trí gắn liền với cái sự giàu có và tài lộc của chúng ta, cũng như là tích lũy về tài chính. Và với việc kích hoạt cung tài lộc đúng cách thì sẽ giúp cho vận thế của chủ nhân được nâng cao như sau. Đầu tiên là điều này sẽ giúp cho gia chủ, nhất là những người mà làm kinh doanh buôn bán, sẽ thêm phần thuận lợi, nguồn tài chính thì sẽ dồi dào hơn và sẽ hưng vượng hơn. Còn nếu mà về tiền tài của cải trong nhà thì sẽ dư giả và sung túc, cũng như là có đồng để ra để vào. Và đặc biệt thì với những người làm công ăn lương, khi mà kích hoạt đúng cung tài lộc còn nâng cao vận sự nghiệp, sự thăng tiến của bản thân thêm như ý nữa. Vậy thì chúng ta sẽ làm cách nào để mà kích hoạt cung tài lộc hiệu quả nhất? Về cách xác định cung tài lộc sẽ thuộc về chuyên môn của các phong thủy sư. Vì vậy ở đây thì tôi sẽ chỉ nhấn mạnh các cái cách thức nhằm kích hoạt cung tài lộc được tối ưu nhất. Thứ nhất là chúng ta nên giữ phương vị tài lộc luôn sạch sẽ và sáng sủa. Một cơ thể để mà khỏe mạnh thì trước tiên cần phải được thanh lọc mọi độc tố. Sau đó thì việc bổ sung hay là rèn luyện thì mới đem lại sự cải thiện tốt nhất cho cơ thể chúng ta. Việc mà chúng ta giữ nhà cửa luôn gọn gàng, sạch sẽ thì không chỉ giúp cho không gian sống được thoáng đãng, dễ chịu, mà còn đảm bảo cho trường khí tích cực được lưu thông thuận lợi nhất ở trong nhà. Đây là một tiền đề rất là quan trọng với gia chủ và vận thế của những người sống trong cái căn nhà đó. Với cung tài lộc thì sạch sẽ và sáng sủa là yêu cầu tiên quyết. Đây là các yếu tố chủ về dương khí nên sẽ mang lại những nguồn năng lượng tích cực, thịnh vượng và may mắn cho người cư trú. Và thứ hai là chúng ta có thể đặt những đồ mang tính động, mang hành thủy tại cung vị này nếu như mà phù hợp với cả phong thủy. Ta vẫn nghe câu là sơn quản đinh, thủy quản tài. Thủy mà đáo thì sẽ sinh tài, là một trong các đấu pháp hữu hiệu làm gia tăng tài khí cho ngôi nhà khi mà được an vị vào đúng vị trí phù hợp. Và đặc biệt là khi được đặt đúng cung vị tài lộc thì sẽ đưa lại những khởi sắc rõ rệt về tài vận của gia chủ. Điều này cũng giống như một cái câu chuyện mà trước kia tôi có tư vấn ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Gia chủ nói rằng là khi mà anh tới căn nhà mới xây cách đây 2 năm, trong 2 năm vừa qua anh làm ăn rất là tốt, và đến năm gần đây, năm 2023 thì lại không được như ý nữa. Và sau khi mà tôi xem xét toàn bộ ngôi nhà của anh thì tôi thấy rằng là cái thời gian gần đây anh ấy có một cái bể cá rất là lớn ở phòng khách, nhưng mà sau đó anh ấy bỏ cái bể cá đấy đi, anh ấy thay bằng những cái trang trí tĩnh vật. Và tôi nói với anh là anh nên bật lại cái bể cá và làm cho nó sôi động hơn. Và đúng như vậy thì sau khoảng 4 tháng anh đã nói với tôi là vận trình của anh đã thay đổi hoàn toàn. Nói như vậy để các bạn biết được rằng là nếu như mà chúng ta biết kích hoạt đúng vị trí của thủy thì sẽ rất quan trọng trong cái việc là kích hoạt tài lộc cho chúng ta. Và ta có thể lựa chọn những tiểu cảnh non bộ mô phỏng cách cục thủy tụ minh đường. Thì điều này không chỉ đưa lại những cảm giác thanh bình và tô điểm thẩm mỹ ở nơi không gian phòng ở chúng ta, mà còn hướng đến việc kích hoạt cho cung tài lộc thêm dồi dào như ý. Như các bạn nhớ này, ở trong phong thủy ấy, thì có những vị trí mà chúng ta tuyệt đối là kiêng nước. Ví dụ như những phương vị mà có thiên tinh xấu này, hoặc là thần sát xấu, hay là phạm vào bát sát hoàng tuyền, thì chúng ta sẽ không được an vị những cái khu vực nước này. Nước sẽ kích hoạt tốt cho vận trình của chúng ta nếu như nó đặt vào cung vị tốt thôi nhé. Còn nếu như nước đặt vào cung vị xấu thì sẽ dẫn đến những cái thế sát rất là đáng tiếc. Vậy nên là tôi khuyên các bạn là chúng ta sẽ cần phải có một sự tư vấn của người phong thủy sư chuyên nghiệp. Và thứ ba rất là dễ áp dụng, đó là củng cố cung tài lộc bằng cây xanh. Cây xanh thì sở hữu nguồn sinh khí dồi dào, có khả năng hóa giải những sát khí và đồng thời sẽ thu hút các năng lượng tốt, đại diện cho quá trình sinh trưởng phát triển mạnh mẽ. Chính vì thế nên là chúng ta trồng cây xanh phong thủy cũng chính là một trong những cách thức rất là đơn giản để mà gia chủ có thể kích hoạt được cho tài lộc ở trong nhà và mang đến nhiều may mắn về tài chính cho gia đình. Tuy nhiên là không phải loại cây nào hay là kích thước như thế nào cũng sẽ phù hợp để mà chúng ta lựa chọn. Ta nên lựa chọn những cây chủ về may mắn như là cây kim tiền, cây trúc phú quý, cây kim ngân. Và tốt nhất chúng ta nên ưu tiên những loại cây xanh mà có kích thước nhỏ vừa phải, tán rộng, và phải luôn đảm bảo là cây được chăm sóc tươi tốt, tránh để cây chết hay là héo úa. Những loại cây mà để trong nhà chúng ta ấy, mà hay chết hay héo ấy, thì nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là các bạn mua những cái loại cây mà nó không phù hợp để sống trong nhà. Nhưng mà trường hợp thứ hai, nếu đó là những loại cây mà phù hợp sống ở trong nhà nhưng nó vẫn héo, vẫn chết, thì coi chừng cái khu vực mà bạn an vị cái cây đó ấy,
nó sẽ là những nơi mà có thế phạm. Và vô tình thì chính những cây đó lại hóa giải thế phạm. Nó giống như câu chuyện một gia chủ của tôi là con gái của chủ tịch VNPost. Chị có nói rằng là cái cây, cái khu vực mà tôi nói bị thế phạm nặng ấy, chị để cái cây nào đó cũng chết. Nhưng mà cũng cùng với cây đó, chỉ cần để ra ngoài vườn một vài tuần là nó lại sống lại như cũ và rất là xanh tốt. Điều này để mà chứng minh cho các bạn thấy rằng những cái sát khí của chúng ta ở trong nhà, mắt chúng ta không thấy được, tai chúng ta không nghe và tay chúng ta không sờ đến được, nhưng nó sẽ ảnh hưởng rất mạnh đến những cái sinh vật sống. Và nếu như đặt cây ở đó thì cái cây đó sẽ héo úa. Và nếu mà trường hợp các bạn ở đó thì sao? Thì con người các bạn sẽ bị ảnh hưởng, đúng không ạ? Và ảnh hưởng ở đây không chỉ là đến sức khỏe mà thậm chí còn cả vận trình của chúng ta nữa. Nên là chúng ta cần phải hết sức lưu ý điều này. Và tiếp theo là chúng ta an vị vật phẩm phong thủy phù hợp. Ngoài các yếu tố như trên thì vật phẩm phong thủy cũng là một trong những cách đơn giản để mà kích hoạt cung tài lộc. Một số vật phẩm phong thủy phù hợp cho cung vị này thì ta có thể nhắc đến ví dụ như là bát tụ bảo ngọc hoàng long, thiềm thừ kim tài hay là cặp tỳ hưu. Và chúng ta cần lưu ý là để các vật phẩm này phát huy được tối đa hiệu năng về phong thủy thì ta cần phải tiến hành tẩy uế hay là nạp cốt, khai quang chỉ chú và an vị đúng ngày giờ được chỉ định. Các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới thì các bạn trợ lý của tôi sẽ tư vấn cho các bạn đầy đủ nhất nhé. Trong những video tiếp theo, tôi sẽ còn tiếp tục chia sẻ với các bạn cách chúng ta kích hoạt những cung vị tốt ở trong nhà chúng ta để mà vận trình chúng ta ngày càng khởi sắc hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.